Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quân sự của kênh Phương Đông TV. Kính thưa quý vị, từ thời chiến tranh lạnh kết thúc, Nga mất dần các lợi thế về kinh tế và kỹ thuật đóng tàu từ Liên Xô vì các cơ sở đóng tàu của Liên Xô tập trung ở một số nước trong liên bang mà không phải Nga, trong đó có thể kể đến Ukraine. Tuy vậy, gần đây Nga ngày càng chú ý đến việc hiện đại hóa và xây dựng sức mạnh hải quân. Tạp chí The National Interest của Mỹ đã chỉ ra năm con tàu mặt nước mạnh nhất của Moscow. Thứ nhất, tuần dương hàm hạt nhân Peter Đại Đế. Đây hiện nay là tàu tuần dương lớn nhất trên thế giới, chiều dài 250 m chiều rộng 25 m chiều cao 59 m và là đại diện duy nhất của dự án 1144 Auckland. Con tàu có phạm vi hoạt động không giới hạn. Mục đích ra đời là chống tàu sân bay đối phương, do đó Peter Đại Đế được trang bị 20 tên lửa chống hạm tầm xa P-700 Granite có thể mang theo đồ đạn hạt nhân. Ngoài ra con tàu còn có vũ khí phòng không mạnh mẽ là hệ thống S-300F và S-300FM, tổ hợp Kinzha và Cotis đi kèm hai máy bay trực thăng và vũ khí thủy lôi. Vào năm 2022, sau khi hiện đại hóa sầu, tàu tuần dương thứ hai thuộc đề án 1144 trước đồ đốc Nakimot sẽ trở lại hoạt động. Nhiều khả năng con tàu sẽ nhận được tổ hợp phòng không S-400 cũng như tên lửa chống hạm siêu thanh Zikron. Theo thời gian, chiếc Peter Đại Đế cũng sẽ được trang bị lại. Thứ hai, tuần dương hạm tên lửa Moscow. Khi hạn của hạm đội Biển Đen, dự án 1164 Atlant cũng được tạo ra để chống lại các mục tiêu mặt nước lớn. Nó được trang bị 64 tên lửa phòng không F-300F, hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn OSA, tổ hợp tên lửa chống hạm P-1000 Fukan, người lôi chống ngầm, cũng như các bể pháo 130 và 30 ly. Từ năm 2016, tàu tuần dương Moskva đã được sửa chữa theo lịch trình và vào tháng 9 năm nay nó bắt đầu tập trận. Nhiệm vụ chính là kiểm tra tất cả các đặc tính kỹ thuật của con tàu trước chuyến đi ra ngày tiếp theo. Năm 2015, tuần dương hạm Moskva đứng đầu lực lượng đặc nhiệm thường trực của Hải quân Nga tại phía Đông biển Địa Trung Hải. Nhiệm vụ chính lúc đó là yểm trợ cho cụm tác chiến của lực lượng hàng không vũ trụ Nga tại Syria. Thứ ba, tàu hộ tống Shiguchi. Đây là tàu hộ tống nối tiếp đầu tiên thuộc dự án 20380. Nó là một phần hạm đội ban tích hải quân Nga. Trong những tập kỷ tới, các tàu loại này sẽ trở thành trụ cột hải quân Nga ở khu vực biển gần. 10 chiếc đã được đóng. Đặc điểm của chúng là tín hiệu phản xạ radar thấp cũng như nguyên tắc mô đun khi trang bị vũ khí thiết bị khác nhau cần chú ý đến tổ hợp chống ngầm Parker NK có khả năng bắn nhiều loại người lùi. Bản chất đa năng của hệ thống làm mờ ranh giới giữa tấn công và phòng thủ. Thứ tư là khu trục hàm Sorimini của Hải quân Nga. Tàu khu trục dự án 956A Sorimini, xoáy hàm của hàm đội ban tích Hải quân Nga, con tàu này được trang bị tên lửa chống hạm đáng gờm P-270 Moskit, cũng như hệ thống phòng không Steer gồm 48 tên lửa. Thứ năm, tàu sân bay đô đốc Kunetsov. Mặc dù thực tế hải quân Nga hiện nay chỉ có một con tàu sân bay, nhưng nó cho phép nước này thể hiện sức mạnh quân sự tại các khu vực khác nhau trên thế giới. Đô đốc Kunetsov có khả năng chở một nhóm hàng không, 50 máy bay và trực thăng. Sự kết hợp của chúng có thể rất khác nhau tùy thuộc vào nhiệm vụ cụ thể. Cơ sở sức mạnh nổi bật được tạo nên từ máy bay chiến đấu Su-33 và MiG-29K cũng như trực thăng K-27 và K-29. Tuy nhiên, con tàu này hiện nay đang gặp nạn và đang phải sửa chữa tại cảng đóng tàu. Hy vọng rằng sắp tới nó sẽ được sửa chữa xong và lại vẫy vùng biển khơi.